Rồi em lại chào cả nhà đêm hiệp 2 đêm 19 tháng 8 nha. Hiệp 2 này em xin lên cho anh em một lô đồ bổ ạ. Cảm ơn con nha. Rồi ai chốt bổ nào thì gọi điện cho em nha. Số điện thoại của shop là 0911337139 ạ. Rồi đầu tiên em lên một bộ biệt kích này. Biệt kích 81 nha. Biệt kích 81 ạ. Biệt kích 81 ạ. Biệt kích 81. Rồi có em coi áo có bị lỗi gì không. Rồi đằng trước này không bị lỗi. Đằng sau cũng không lỗi gì cả. Rồi bên này cũng không lỗi gì cả. Bên này cũng không lỗi gì nha. Rồi em đo vai ạ. Con này size medium reo lơ nè. Size medium reo lơ. Vai 48. 48, 49 ạ. Dài 79. Vai 48, 49. Quần cùng em đo coi có lỗi không. Quần bị một lỗi đấy nha. Anh em lưu ý giùm em một lỗi là bị màng nha. Xử lý giùm em. Đây lỗi nữa là hai lỗi này. Đó là đằng trước. Đây một lỗi nữa. Màng rồi ạ. Đã được màng đấy nha. Rồi em chuyển ra đằng sau này. Đằng sau bóng có một lỗi tiếp mà nó màng luôn đây này. Đây một lỗi nữa này. Bình thường chắc cái quần này em bán được 8-900 đẹp thì kiểu mấy rồi. Nhưng mà bộ này bữa nay em bán giá rẻ cho em đo con bùng rồi. Chờ em tí nha. Vòng bụng 90-92, dài 106 ạ. Đồng chất đồng màu nha. Vòng bụng 90-92, dài 106. Đấy. Anh nào mua cái bộ này cho em mặc nha. Rồi em bán giá cái quần đi nó bị lỗi vậy. Còn áo thì không lỗi. Áo thì đồ mới con này còn 96-97%. Quần thì còn 95. Nếu bị từ cái lỗi ra thì nó còn 95 thôi. Nhưng mà đúng ra nó gần từng màu ạ. Rồi ai chốt bộ này chốt giùm em 1.300.000 mã 20 ạ. 1.300.000 mã 20. 1.300.000 mã 20 nha. 1.200.000 mã 30. 1.200.000 mã 30. Rồi em lên một bộ multicam này. Size chất vải chống cháy nha. Size medium short ạ. Size medium short. Size medium short. Chất vải chống cháy ạ. Em đo vai thôi. Bộ này mới ạ. Mới. Không cần báo lỗi ạ. Tại bộ này em coi kỳ ra. Vai 47. Dài 72. Vai 47 dài 72. Vải chống cháy là vai 47 dài 72. Vào vùng 90-92. Vòng bùng 90-92 dài 102 ạ. Dài 102 chất vải chống cháy ạ. Trồng màu ạ. Đồ mới bộ này đồ mới còn 98%. Bộ này còn đồ mới còn 98% nha. Còn 98% ạ. Trồng chất trồng màu ạ. Ai vừa bộ này thì chốt giùm em 1.000.000 mã 19 ạ. 1.000.000
má 19. Một tiểu má 19 ạ. Một tiểu má 19. Rồi em lên tiếp một bộ multicam này này, chống cháy này này. Size medium railer mới nha, mới 99% ạ. Chất vải chống cháy ạ. Em đo vai quên. Con này không có lỗi gì nha, em kiểm tra kỹ nữa nha. Vai 49, 48, 49. Dài 77, vai 48 dài 77. 48, 49 dài 77 nha, chất vải chống cháy ạ. Quần cũng size medium railer mới 99% nha. Vòng bùng 90-92. Vòng bùng 90-92. Dài 108 ạ. Mới ạ. Không lỗi lầm gì cả. Không dơ, không lủng rách gì cả. Không lỗi lầm gì. Không dơ, không lủng rách, không lỗi lầm gì cả. Rồi, ai chốt bộ này chốt dùm em. 1.100.000 mã 18 ạ. 1.100.000 mã 18. 1.100.000 mã 18 ạ. 1.100.000 mã 18. 1.100.000 mã 18. Xếp lại cái gọn nó thôi nó lộn. 1.100.000 mã 18. Rồi em lên một bộ thủy quân lục chiến của Thái Lan này, Thái Lan may nha. Đó. Của Thái Lan may ạ. Mới nha, chưa qua sử dụng mà em đo vai ạ. Vai 49 50. Dài 75, vai 49 50, size medium short. Size medium short ạ. Size medium short. Đây, size medium short ạ. Size medium short. Mới 100% nha. Vòng bùng 84 kéo căng ra là 92. Vòng bùng 84 kéo căng ra là 92. Dài 104. Vòng bùng 84 kéo căng ra là 92. Đồ mới là 100%. Em còn có một bộ ạ. Rồi, ai chốt bộ này chốt giùm em. 900.000 mã 16 ạ. 900.000 mã 16. 900.000 mã 16. 900.000 mã 16. 900.000 mã 16. Rồi em lên tiếp một bộ multicam nữa này. Một bộ multicam nữa ạ. Một bộ multicam. Size medium railer. Size medium railer. Em đo vai. Vai 49. Dài 75, vai 49 dài 75. Đồ mới con này còn 98% nha, 98%. Chất vải chống cháy ạ. Vòng bùng 90-92. Vòng bùng 90-92. Dài 106 ạ. Dây chạc còn. Đồ mới con này còn 98%. Đấy, anh em nhìn thấy em quất bộ không? Rồi. Ai chốt bộ này chốt giùm em. 1.100.000 mã 13. 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 Rồi em còn một bộ cọc. Bộ cọc này. Bộ cọc gọi là bộ cọc cọc lửa. Gọi là biệt độc quân. Đấy.
Bột cọp do Thái Lan gia công nha. Do Thái Lan gia công mới 100% ạ. À. Em còn có một bộ duy nhất nữa nè. 349. Dài 73. Size medium short. 349 dài 73. Size 49 dài 73 mới 100% nha. Em đo con bùng nha. Vòng bùng 88 đến 92. Tại có cái đai hông nha, thu về là được 88, còn căng hết cỡ là 92. Căng hết cỡ là 92. Dài 100. Size medium short ạ. À. Cọc lửa. À, còn gọi là biển thủ quân. Đấy. Mới 100% nha. Do Thái gia công nha. Thái Lan gia công ạ. À. Rồi, ai chốt bộ này chốt giùm em. 900.000 mã 14 ạ. À. 900.000 mã 14. 900.000 mã 14 ạ. À. 900.000 mã 14. Rồi em lên một bộ cọp chuẩn mì này này. Đấy, em lên một bộ cọp chuẩn mì nha. Không lỗi lầm gì cả. Không dơ, không lỗi lầm gì cả. Không dơ, không lỗi lầm gì cả. Em đo vai ạ. Vai 52. Vai 52. Dài 77. Không lỗi lầm gì nha. Không lỗi lầm gì cả. Cọp này chuẩn mì ạ. Vai 52 dài 77. Size lát Reuler. Con này bùng 98. Con bùng 100. Dài 106 ạ. Con bùng 100 dài 106. Đó, anh em nhìn em phát bộ chưa. Đấy. Em hơi nhỏ con thôi. Mới 97-98% nha. 97-98% nha. Đồng chất đồng màu nha. Đấy. Rồi không lỗi làm gì cả. Không dơ không lủng rách gì cả. Ai chốt con này chốt giùm em. 2.300.000 mã 12 ạ. 2.300.000 mã 12. 2.300.000 mã 12. Ai chốt chốt 2.300.000 mã 12 ạ. Rồi em lên một bộ multi cam tiếp này. Size medium railer. Chất vải chống cháy ạ. À. Chất vải chống cháy. Vai 48 49. Dài 76 ạ. À. Vai 47 48. À 48 49 dài 76. Chất vải chống cháy ạ. À. Quần cùng là size medium railer. Đồng chất đồng màu nha. Em đo con bùng 90. Dài 106 ạ. Con bùng 90 dài 106 ạ. Mới 98%. Không dơ không lỗi lầm gì cả. Không dơ không lủng rách gì cả. Mấy bộ này em bao lỗi nha, cái bộ nào có bộ bị kích đó lùi là em báo thôi, còn mấy bộ này em bao lỗi ạ. Rồi, ai vừa bộ này thì chốt giùm em 1.000.000 mã 11 ạ. 1.000.000 mã 11. 1.000.000 mã 11 ạ. 1.000.000 mã 11. Rồi em lên một bộ multicam tiếp này, vải thường này. Size medium short. Chất vải thường nha, vàng chanh nha. Vai 49.
dài 75. Vai 49 dài 75 ạ. Chất vải thường ạ. Dài 4 vai 49 dài 75. Quần ngủ size medium sọc ạ. Đồng size, đồng chất, đồng màu nha. Vòng bụng em đo bên bụng ạ. Vòng bụng 90, 92, kéo căng hết cỡ là 92. Dài 106 ạ. Anh em mua một bộ vậy mới đồng màu. Em ghép mấy bộ này chua lắm. Gọi là bên Facebook thì em vẫn hay ghép. Rồi, đồ mới con này còn 98%. Chất vải thường, không lỗi lầm, không dơ, không lủng rách gì cả. Ai vừa bộ này thì chốt giùm em 1 triệu mã số 9 ạ. 1 triệu mã số 9 ạ. 1 triệu mã số 9 giùm em ạ. 1 triệu mã số 9. 1 triệu mã số 9 ạ. Rồi em lên một bộ Canada này. Áo thì mới 100% này. Bộ túi chéo Canada nha. Bộ túi chéo Canada. Em đo vai đã. Vai 44. Dài 75. Vai 44 dài 75. Con này mới 100% nha, không lỗi lầm gì cả. Đấy. Túi chéo Canada nha. Con này dành cho anh em cỡ 60 đến 70 kg thôi. 60 đến 70 kg ạ. Quần cũng không lỗi lầm gì cả. Quần cũng không lỗi lầm gì cả. Em đo ạ. Vòng vùng 80, 82. Dài 98. Còn trong một khúc Canada, còn trong một khúc nếu mà dài vậy, nếu mà đo hết là nó dài 102. Đấy, em cứ mặc bộ này vào cho anh em coi nha. Vòng bụng 82, vai 44. Túi chéo nha, túi chéo Canada. Túi chéo Canada. Bộ này là em vừa luôn, vừa khít luôn. Túi chéo Canada nha. Đấy. Đẹp. Túi chéo Canada. Áo thì mới 100%, quần thì mới 98%. Mới 98% ạ. Mới 98%. Không lỗi lầm, không dơ, không lủng rách gì cả. Rồi, ai chốt bộ này chốt giùm em 2.900.000. 2.900.000 mã số 8 ạ. 2.900.000 mã số 8 ạ. Em có một bộ duy nhất thôi. 2.900.000 mã số 8. 2.900.000 mã số 8 nha. Rồi em lên một bộ Linh Đức này. Bộ đồ Linh Đức ạ. À. Em đo vai ạ. À. Vai 47. Dài 73. Vai 47 dài 73. Rồi áo không bị lỗi lầm gì nha. Em coi quần thôi. Rồi. Quần cũng không lỗi lầm gì cả. Nó bị bung một cái sợi chỉ đây thôi. Đó, không lủng nha. Rồi em đo vùng bụng ạ. Vòng bụng 80, 82. Dài 102. Vòng bụng 80, 82. Dài 102 ạ. Linh Đức ạ. Áo có dây kéo nha. Áo có dây kéo ạ. Mỏng ạ. Rồi. Đồ mới bộ này còn 97%. Không dơ, không lỗi lầm gì cả. Chỉ vì một cái lỗi nhỏ như em đã báo nha. Rồi ai vừa bộ này thì chốt giùm em
1 triệu mã số 7 ạ, 1 triệu mã số 7. 1 triệu mã số 7 ạ. 1 triệu mã số 7 ạ. 1 triệu mã số 7. Rồi em lên một bộ ASU đây. Một bộ ASU cho anh em ạ. Size medium reeler. Vai 49. Dài 75. Vai 49 dài 75 ạ. Rồi áo không dơ không lủng rách gì nha. Áo không dơ không lỗi lầm gì ạ. Không dơ không lủng rách gì ạ. Quần cũng size medium reeler. Quần cũng size medium reeler của hãng Bopper nha. Cái biệt hiệu của hãng Bopper của chống khủng bố á. Rồi em đo vòng bụng ạ. Vòng bụng 90. Vòng bụng 90. Dài 106 ạ. Vòng bụng 90 dài 106. Quần cũng không dơ không lỗi lầm gì cả. Không dơ không lỗi lầm gì cả. Đồ mới bộ này còn 97%. 97% ạ. Không dơ không lỗi lầm gì cả. Anh nào vừa ưng bộ này thì chốt giùm em 600.000 mã 4 mã số 4 ạ. 600.000 mã số 4. 600.000 mã số 4. 600.000 mã số 4 ạ. Em lên tiếp một bộ ASU nữa này. Size medium reeler. Size medium reeler. Không chơ không lỗi lầm gì cả. Vai 49 dài 76. Vai 49 dài 76 ạ. Vai 49 dài 76. Quần cũng vậy ạ. Size medium reeler. Vai 49 dài 76. Vòng bụng 88-90. Vòng bụng 88-90. Dài 106 ạ. Không dơ không lỗi lầm gì cả. Không lủng rách gì cả. Đồ mới bộ này còn 98%. Dây chạc còn. Rồi ai vừa con này thì chốt giùm em 650.000 mã số 2 ạ. 650.000 mã số 2. 650.000 mã số 2 ạ. 650.000 mã số 2. Rồi em lên một bộ cuối cùng rồi này. Bộ ASU cuối cùng. Cùng size medium reeler luôn ạ. Cùng size medium reeler. Con này nó bị dơ nhẹ đây này, anh em giặt giùm em này. Rồi. Ngoài ra không lỗi lầm gì nữa cả. Không lỗi lầm gì nữa cả. Vai 49. Dài 76-77. Vai 49 dài 76-77 ạ. Vai 49 dài 76-77. Quần size medium reeler. Quần cũng không dơ không lỗi lầm gì cả. Đằng sau vần về ạ. Rồi
em đo vòng bụng rồi. Vòng bụng 90-92. Dài 108 ạ. Vòng bụng 90-92 dài 108. Không dơ, không lỗi lầm gì cả. Rồi. Đồ mới bộ này còn 9 à, dây giới mất nha. Dây giới mất ạ. Bộ này đồ mới còn 97%. Ai chốt bộ này chốt giùm em 600.000 mã số 1 ạ. 600.000 mã số 1 ạ. 600.000 mã số 1. 600.000 mã số 1 ạ. Rồi. Bộ cuối cùng 600.000 mã số 1 ạ. Rồi, em chào cả nhà. Em hẹn cả nhà hiệp 3 nha.